vận số tuổi Mùi. Người cầm tinh con dê sinh vào ngày nào, giờ nào, tháng nào là có vận số tốt. Cuộc đời của người tuổi Mùi có nhiều thăng trầm, biến động và những điều may rủi. Vận mệnh của từng người thường gắn liền với giờ, ngày, tháng sinh của người ấy. Người tuổi Mùi sinh vào các năm sau đây: năm 1943, năm 1955, năm 1967, năm 1979, năm 1991 và năm 2003. Người tuổi Mùi có tài năng tuyệt vời, trí tưởng tượng phong phú và giàu sức sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật. Được trời phủ cho mình một đôi mắt tinh tế, họ là những con người có năng khiếu về thời trang, am hiểu và có cái nhìn toàn diện đối với thẩm mỹ. Chính vì vậy họ luôn nắm bắt được xu hướng thiết mới nhất và phong cách ăn mặc của họ cũng mang tính thẩm mỹ cao. Đa số những người sinh vào năm Mùi có tính cách chu đáo, điềm đạm và chăm chỉ, biết yêu thương và quan tâm tới mọi người xung quanh. Luôn cố gắng để không làm tổn thương bất cứ ai. Họ cư xử một cách nhẹ nhàng, cởi mở và thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ khi có thể. Nếu có xảy ra các cuộc xung đột thì chắc chắn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà lao ngay vào giải quyết, hòa giải giữa hai bên. Đó chính là người tuổi Mùi tốt bụng và giàu lòng lương thiện. Bởi tính cách hòa đồng và dễ mến như vậy nên họ được nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ. Trong 12 con giáp, người tuổi Mùi thuộc tiếp người thiên về tình cảm. Họ luôn luôn tìm kiếm sự đồng thuận, nhất trí và đoàn kết tập thể. Đặc biệt là những người mà họ tôn trọng. Họ cần nhận được sự hỗ trợ từ phía người thân, gia đình và đó là động lực tinh thần mạnh mẽ giúp họ từng bước vươn lên thành công trong cuộc sống. Những người sinh vào năm Mùi thường có các đặc điểm, tính cách tương đồng, theo đó tùy thuộc vào giờ sinh, ngày sinh hay tháng sinh tính theo âm lịch mà mỗi người sẽ có vận số tốt xấu, lành dữ khác nhau. Vận số người tuổi Mùi qua giờ sinh. Giờ Tỵ tức từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Theo ngũ hành thổ khắc thủy nên tuổi Mùi mệnh thổ khắc chế tuổi Tỵ mệnh thủy, sinh vào giờ này. Thường người tuổi Mùi có vận số hao tài tổn của, nhưng do có sao Nguyệt Đức, sao Tốt chiếu mệnh nên mọi việc xấu đều có thể giải quyết, hóa giải được. Giờ Sửu tức từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Mùi mệnh thổ ngang với Sửu mệnh thổ, cho nên những người sinh vào ngày này thường có suy nghĩ logic và lối sống khoa học nề nếp. Trong cuộc sống, mọi điều đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, nhưng đôi khi bị hao tài, tổn của, dễ mất tiền bạc vào những thứ không đâu. Giờ Dần tức từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Mộc khắc thổ cho nên Dần mệnh mộc khắc Mùi mệnh thổ. Do có sao tử vi chiếu mệnh nên những người sinh vào giờ này gặp nhiều may mắn về tài lộc, tiền bạc cũng như con đường công danh sự nghiệp thăng tiến. Tuy nhiên đôi lúc vướng phải các vụ kiện tụng nhưng đều được giải quyết và xử lý ổn thỏa. Giờ Mão tức từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Mão mệnh mộc khắc chế Mùi mệnh thổ, sinh vào giờ này người tuổi Mùi sẽ được sao thiên tướng chiếu mệnh. Chính vì thế mà họ là người có quyền lực, địa vị và có thế lực vững chắc trong xã hội. Tuy nhiên vận số người này không được ổn định. Sinh vào giờ Thìn tức từ 7 giờ đến 9 giờ. Thìn mệnh thổ ngang với Mùi mệnh thổ, do sao tốt chiếu mệnh nên hầu hết những người sinh vào năm Mùi giờ này có vận số tốt đẹp, may mắn và thuận lợi. Nếu làm ăn xa quê hương, lập nghiệp, ắt sẽ nhanh chóng thành công, tạo dựng được cơ nghiệp lớn. Người sinh vào giờ Tỵ tức từ 9 giờ đến 11 giờ. Do hỏa sinh thổ cho nên Tỵ mệnh hỏa, sinh Mùi mệnh thổ. Do có sao dịch mã chiếu mệnh nên người sinh vào giờ này có số ly hương.
phải rời xa gia đình, rời xa quê hương để mưu cầu danh lợi, cuộc sống không mấy ổn định, phải đi lại nhiều. Sinh vào giờ ngọ tức từ 11 giờ đến 13 giờ. Do hỏa sinh thổ cho nên ngọ mệnh hỏa, sinh mùi mệnh thổ. Sinh vào giờ này người tuổi mùi có cuộc sống vui vẻ và có cái nhìn lạc quan đối với thế giới xung quanh. Họ biết cách nắm giữ và vun đắp hạnh phúc gia đình, vì vậy mà hôn nhân của họ luôn kéo dài, bền vững theo năm tháng. Đôi lúc mắc bệnh nhẹ nhưng đều qua khỏi. Sinh vào giờ mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Nhờ có sao hòa cải chiếu mệnh nên người sinh vào giờ này là người có tài có đức, lại được chỉ thông minh nhanh nhẹn hơn người. Họ là những con người có nghĩa khí, dũng cảm và hào hiệp, luôn coi trọng tình cảm. Về sức khỏe, dễ mắc các bệnh đau đầu, chóng mặt do phạm phải sao thái tuế. Sinh vào giờ Thân tức từ 15 giờ đến 17 giờ. Do thổ sinh kim nên mùi mệnh thổ sinh thân mệnh kim. Được sao thái dương chiếu mệnh nên công chuyện làm ăn của người tuổi này khá suôn sẻ, thuận lợi, mưu sự ắt thành, tạo dựng được cơ nghiệp lớn, may mắn được bạn bè giúp sức. Tuy nhiên, người tuổi này có vận số cô đơn, đơn độc, ít bạn bè. Sinh vào giờ Dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ. Do thổ sinh kim nên mùi mệnh thổ sinh Dậu mệnh kim. Số của người này không được may mắn cho lắm. Cuộc sống không mấy ổn định, số phận phải lao đao vất vả và gặp nhiều khó khăn. Cần tránh các vụ kiện tụng, xung đột và rắc rối. Sinh vào giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Mùi mệnh thổ ngang với Tuất mệnh thổ, do sao Cẩu Dậu chiếu mệnh nên người sinh vào giờ này thường gặp rắc rối cản trở trong chuyện tình cảm và những vấn đề liên quan tới cuộc sống hôn nhân. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Do thổ khắc thủy nên mùi mệnh thổ khắc chế Hợi mệnh thủy. Người này có vận số không được tốt, thường xuyên có kẻ trọc phá, quấy rối hay xảy ra các vụ xung đột, tranh chấp, cãi vã. Tuy nhiên nếu có cơ địa, vị thế tốt thì mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách ổn thỏa. Vận số của người tuổi mùi qua ngày sinh. Sinh vào ngày Tý, người này thường mắc các bệnh nhẹ, có vận số hoa tài tổn của, đào hoa đa tình, đam mê tụ sắc. Sinh vào ngày Sửu, người này cần lưu ý đặc biệt cẩn trọng, xem xét trước khi quyết định làm bất cứ một việc gì đó. Vận số không được tốt cho lắm, dễ bị thua cuộc trắng tay và mang nhiều tai tiếng không hay. Sinh vào ngày Dần, được sao tử vi chiếu mệnh cho nên cuộc sống của người này an nhàn, vui vẻ, hạnh phúc cho tới khi về già. Nếu gặp chuyện chẳng lành đều được hóa giải, mọi sự thị phi tranh chấp đều được xử lý. Sinh vào ngày Mão, nếu có sao Bạch Hổ chiếu mệnh thì cơ nghiệp lung lay, gia sản tiêu tán, mưu sự không thành, bệnh tật là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu người này có tướng tinh thì vận số ắt làm quan to, có địa vị và quyền lực. Sinh vào ngày Thìn, do có phúc tinh chiếu mệnh nên người này là người có tài có đức, giỏi trong việc chỉ huy và lãnh đạo, cho nên nếu làm ăn kinh doanh ắt sẽ thành công. Tuy nhiên dễ bị mang tai tiếng và những điều không hay. Sinh vào ngày Tỵ, do sao Thiên Mã chiếu mệnh nên người tuổi này thường được mọi người xung quanh yêu mến, mến mộ, thích hợp lập nghiệp và làm ăn xa quê hương. Người này có chí tiến thủ, lại chịu khó, công danh và mưu lợi ác thành. Sinh vào ngày Ngọ, vận số sung sướng, hưởng nhiều phước lộc, công việc làm ăn suôn sẻ và thuận lợi. Sinh vào ngày Mùi, người này có tướng thông minh, hiền tài, văn trường lai láng,
miệt mài chăm chỉ và chịu khó rèn luyện tu dưỡng là người có chí khí. Sinh vào ngày Thân, trong cuộc sống mọi việc đều được thuận lợi như ý, cơ sự ắt thành, làm nên chuyện lớn. Sinh vào ngày Dậu, người này có vận số không được tốt lắm, khó tránh khỏi tai họa và những rắc rối xảy ra trong cuộc sống. Sinh vào ngày Tuất, người tuổi Mùi sinh vào ngày Tuất thường gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống, trải qua nhiều cản trở, sóng gió, thử thách lớn, cơ sự khó thành. Sinh vào ngày Hợi, người tuổi Mùi sinh vào ngày Hợi thường cơ sự, địa vị và quyền lực bấp bênh, dễ phạm phải các vụ kiện tụng tranh chấp và nhiều vấn đề thị phi, phi lý khác trong xã hội. Vận số của người tuổi Mùi qua tháng sinh. Tháng 1, đây là người có tài, mưu trí, thông minh và nhanh nhẹn, có đầu óc logic khoa học, luôn năng động nhiệt tình mọi lúc mọi nơi, tính tình thân thiện, cởi mở, hoạt bát nhưng cũng rất tỉ mỉ, cẩn thận. Tuy nhiên, đôi khi họ lại thiếu sự chín chắn và quyết đoán. Người này có số ít của nhưng bù lại được gia đình hạnh phúc, hòa thuận, cuộc sống vui vẻ, ấm no, công việc ổn định, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Chuyện thị phi rắc rối trong đời là khó tránh khỏi, cần hết sức chú ý đề phòng cẩn thận, tránh các sự cố không may bất ngờ xảy ra. Người tuổi Mùi sanh vào tháng 2 âm lịch. Người tuổi Mùi sanh vào tháng này thường sở hữu tính cách nhu mì, điềm đạm, ôn hòa, lại hết sức chu đáo, luôn cư xử một cách đúng mực, có tấm lòng bao la rộng lượng, sống có tình có nghĩa nên họ có vận số tốt đẹp, được nhiều người yêu mến và tôn trọng. Họ là người có danh tiếng, học thức và có địa vị cao trong xã hội. Công chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp không ngừng tăng tiến, mệnh số hưởng nhiều phú quý, vượng lộc. Người tuổi Mùi sanh vào tháng 3 âm lịch. Đây là tháng tiết thanh minh, cho nên những người sanh vào tháng này thường là các nhân vật xuất chúng, tài năng vượt trội, thông minh hơn người. Họ là những con người dũng cảm, nghĩa hiệp và cao thượng, được nhiều người coi trọng và ngưỡng mộ. Là người có tài, có trí, dự rằng tương lai ắt sẽ làm nên cơ sự đại nghiệp lớn, có vận số tốt, hưởng nhiều phúc vận, tài lộc. Người tuổi Mùi sanh vào tháng 4, thuộc tiếp người có học thức và sự hiểu biết. Họ luôn nhìn nhận cuộc sống một cách khách quan, khoa học và thực tế. Là người có nghị lực, ý chí dũng cảm, kiên cường, họ can đảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong đời. Tuy rằng đôi khi có phải gặp tai nạn, hoạn nạn và vận may tài lộc đến muộn, nhưng nói chung vận số khá tốt. Con cháu thành đạt, cuộc sống ấm no, sung túc, hạnh phúc. Người tuổi Mùi sanh vào tháng 5. Tháng 5 là tiết mang chủng, hầu hết những người tuổi Mùi sanh vào tháng này có tinh thần mạnh mẽ, ý chí kiên quyết, đặc biệt họ là những con người có tài lãnh đạo và khả năng quản lý giỏi. Mệnh số tương đối tốt là người có danh tiếng, có quyền lực và địa vị, chỗ đứng trong xã hội. Vừa có tài, có tâm lại có đức, tấm lòng lương thiện, được người đời nể phục, kính trọng. Người sanh vào tháng 6. Người tuổi Mùi sanh vào tháng này có tài trí, mưu lược hơn người. Họ là những con người nho nhã, chính trực, lễ nghĩa và luôn coi trọng chữ tín, là người có đầy đủ những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Vận số của họ rất tốt, hưởng nhiều phúc lộc, tài vận và gặp nhiều may mắn. Cuộc sống thuận lợi, công việc làm ăn suôn sẻ. Người sanh vào tháng 7, sinh vào tiết Lập Thu, cho nên người tuổi Mùi sanh vào tháng 7 này là người có suy nghĩ thông thái, mưu trí và có tài lược, sống có chí khí và đáng được coi trọng. Mọi việc như ý, gây dựng được cơ nghiệp lớn, đón nhiều may mắn, tài lộc, gia đình hưng thịnh. Người tuổi Mùi sanh vào tháng 8,
Sanh vào tháng 8, người này có học vấn, có trí thức, có năng lực trong công việc, được cấp trên coi trọng và đánh giá cao. Do vậy, họ thường giữ chức vụ quan trọng với những trọng trách cao cả. Họ là người sống tự chủ, tự lập nghiệp, dựa trên chính đôi bàn tay của mình để vươn lên trong cuộc sống. Là người có suy nghĩ chính chắn và trưởng thành, do đó nếu có gặp rắc rối đều có thể tự xoay chuyển được. Người tuổi Mùi sanh vào tháng 9, sinh vào tiết hàn lộ, người này thường phải trải qua một quá trình gian nan, thử thách mới có thể thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Dễ gặp bệnh tật và bị tai tiếng, do đó nên chú ý đề phòng, bảo vệ sức khỏe cũng như miệng lưỡi tiểu nhân, tránh xung đột qua rắc rối không đáng có. Người tuổi Mùi sanh vào tháng 10 là người có tài năng, năng khiếu và sức sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy rằng cuộc sống không quá giàu sang, quyền quý, nhưng nhìn chung vận số khá tốt, sự nghiệp rộng mở, có cơ hội thăng quan tiến chức trong công việc, cuộc sống yên bình, gặp nhiều may mắn. Người tuổi Mùi sanh vào tháng 11 âm lịch, sinh vào tháng tiết đại tuyết. Người này tuy rằng được hưởng nhiều tài lộc, phúc vận của trời, nhưng số phải trải qua nhiều gian nan, thử thách trong đời. Thời trung niên bắt đầu làm ăn phát đạt, cuộc sống hưng thịnh. Người tuổi Mùi sanh vào tháng 12, sinh vào tiết tiểu hàn, tức từ phía băng phủ, cho nên người tuổi này sinh vào tháng 12 sẽ gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống. Số mệnh phải sống tự lập, tự chủ, không nhận được sự giúp đỡ của người khác. Chính vì thế có thể đạt được mơ ước và thành công trong sự nghiệp, người này phải nỗ lực, phấn đấu không ngừng, kiên trì, có sự quyết tâm cao độ. Có như vậy thì cuộc sống sau này mới hưởng được phúc, sung túc về già.